Chào mừng các bạn đã quay trở lại Phương Thành Review Forza Horizon 5 God of War Red Dead Redemption 2 là ba tựa game chiếc quay được chứng minh là những tựa game thế giới mở nặng nhất ở thời điểm hiện tại. Vậy để có thể gánh vác những chiếc game được cho là nặng ký này, các bạn cùng với mình build ngay bộ PC nhé. Get go! Hôm nay chúng mình sẽ lên cho các bạn cấu hình giúp các bạn chơi mượt những tựa game này. Người dùng lớn đo rất nhiều cho hai CPU i5-12600K với 11600K. Tuy nhiên CPU Intel Core i5-12600 là một sự nâng cấp đáng kể so với CPU i5-11600. Với kiến trúc Underlake, hiệu suất cao hơn và tiết kiệm năng lượng, điều này giúp i5-12600 được cho là đáng nâng cấp. Vì hiện nay các tác vụ đa nhiệm và ứng dụng đòi hỏi nhiều nguồn tài nguyên hơn, nên i5 đời thứ 12 sẽ là lựa chọn tối ưu về giá tiền và sự hiệu quả mang lại. Kết hợp với card đồ họa RTX 3060 cung cấp hiệu suất tốt nhất cho anh em với mức khung hình luôn ổn định. Khả năng đa nhiệm của nó cũng đủ xử lý công việc đồ họa và edit video cơ bản. Với 12GB RAM, RTX 3060 có khả năng xử lý các tác vụ liên quan đến đồ họa game, đặc biệt là ray tracing so với các dòng trước. Cùng với đó, 16GB RAM là dung lượng cực kỳ ổn định để xử lý đa nhiệm và chạy các ứng dụng đòi hỏi nhiều nguồn tài nguyên mà không gặp vấn đề về hiệu suất. Với dung lượng 16GB, bạn có thể tận hưởng trải nghiệm làm việc và giải trí trên bộ máy này mà không gặp tình trạng giật lag trong việc mở nhiều tab trình duyệt hoặc chỉnh sửa hình ảnh và chơi game độ phân giải cao. Bước đến tựa game đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với trường đua, nơi các bạn thỏa thích đột phá tốc độ của bản thân trên những con xe tiền tỷ trong tựa game thế giới mở Forza Horizon 5. Một tựa game đua xe luôn có vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Điều khiến Forza Horizon 5 được yêu thích chính là giữa hàng trăm con game đua xe 2D nhàm chán, Forza Horizon 5 đã mang lại cảm giác đua xe mô phỏng với trải nghiệm real như cái cách rất quay xe với tình cảm chân thành của bạn, với mức FPS ổn định từ 80 đến 100 FPS. Quá mượt nha anh em. Rời xa những chiếc siêu xe hào nhoáng, đến với God of War, khung cảnh được thiết kế tinh tế và đầy chi tiết. Từ thế giới Bắc Âu hoành tráng đến những trận chiến, đặc biệt là cảm xúc của Ratos và cậu con trai. Với RTX 3060, khả năng xử lý từng pixel, biểu cảm nhân vật được nâng tầm, đồng thời giữ cho tốc độ khung hình từ 70 đến 90 FPS ở mức full setting. Thậm chí trong những tình huống phức tạp như chiến đấu với đám quái vật hoặc trong các phân cảnh hành động nhanh, điều này sẽ tạo ra một trải nghiệm gaming cực kỳ thú vị, cho phép bạn khám phá câu chuyện độc đáo và cảm nhận hành động từng cú đấm của vị thần chiến tranh này mang lại. Red Dead Redemption 2 là một tựa game hành động phiêu lưu do Rockstar Games phát triển và phát hành. Trò chơi đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong cộng đồng game thủ và nhận được nhiều lời khen ngợi về mặt đồ họa và gameplay. Với dàn máy chúng mình build cho các bạn, mình chắc chắn trải nghiệm thế giới mở vùng miền Tây nước Mỹ sẽ được tô đậm nét hơn nữa. Ngoài những vùng đất của miền Tây hoang dã, cảnh vật, con người được hiện đầy chính chu và chi tiết từng góc cảnh nhỏ nhất trong trò chơi. Tuy ở mức full setting nhưng vẫn đem lại FPS từ 80 đến 100, đảm bảo sự mượt mà và chân chu nhất để bạn thật sự hòa mình vào thế giới của game. Vậy là chúng mình đã test xong cho các bạn top 3 tựa game thế giới mở nặng nhất hiện tại trên PC. Nếu thông tin hữu ích, hãy like video, subscribe kênh, ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video từ chúng mình. Phương Thành Review, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.